Xin chào cô, chú, anh chị và các bạn quay trở lại với channel Lũ Lũ Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình tới đề số 4 lý thuyết lái xe California năm 2023 nha. Thì như những cái đề trước là đề 1, 2, 3, nếu mà mọi người ai chưa xem qua thì mình có thể vào channel của Lũ. Mình mở lại cái video trong playlist là lý thuyết lái xe bang California. Mình xem lại đề 1, 2, 3, thì đề 1, 2, 3 mình có tới 40 câu lận cả nhà. Và đề số 4 này mình chỉ còn 20 câu thôi. Thì lý do vì sao mình giảm như vậy thì một lát Lũ sẽ giải thích. À, đề này thì Lụa sẽ chia sẻ với mọi người rằng là đây là cái đề chính thức Lụa lấy từ website DMV của California vào năm 2023. Cho nên mọi người mình yên tâm là mình được đang cập nhật những thông tin mới nhất và có nguồn gốc rõ ràng. Thì nếu như mọi người đang xem ở năm 2024-25 ví dụ thì mọi người vẫn yên tâm bởi vì Lụa thấy rằng là những kiến thức của luật lái xe California rất là ít thay đổi và không có nhiều thay đổi nhiều cho nên là mọi người không cần sợ là kiến thức lỗi thời. Tuy nhiên là nếu mình cập nhật thông tin mới nhất thì mình vẫn thấy an tâm hơn đúng không cả nhà? À, đây mọi người thấy đây là trang web chính thức Driving Test Oregon California DMV Practice Test ở góc trái màn hình. Thì đây là trang của California nha. Mọi người thấy chữ ORG là trang của những cái tổ chức của chính phủ, không phải của cá nhân cho nên mình yên tâm. Rồi ở trong bài này thì cũng như những cái bài trước, họ luôn cho mình biết rằng bài thi thiệt mình có 46 câu và để đậu bài thi lý thuyết lái xe mọi người phải đúng là 38 câu trở lên. Có nghĩa là mình được phép sai 8 câu và tỷ lệ mình đạt là từ 83% trở lên. Họ để cái 83% này để cho mọi người dễ dàng tự đánh giá khả năng của mình. Nếu như mình test một bài test nào đó thử bên ngoài từ 10 câu, 20 câu, 30 câu hoặc 40 câu mình có thể đo lường được mình đạt được tỷ lệ bao nhiêu phần trăm đúng để mình đo lường rằng nếu mình thi thiệt thì mình có pass hay không. Và giống như đề 1, 2, 3 thì mỗi đề mình có 40 câu, mọi người không biết và Lũ cũng không biết là trong cái đề trên website này á, thì họ chỉ cho mình miễn phí 3 đề đầu tiên thôi cả nhà. Cho nên là tới đề thứ tư là bắt đầu hết miễn phí. Mọi người nhìn xuống góc phải có cái chữ Unlock All Questions with Premium, mọi người thấy không? Bây giờ đề thứ tư mình mới phát hiện ra nha. Thì đề thứ tư thì họ sẽ không cho mình coi 40 câu một cách miễn phí nữa. Mọi người thấy 5 câu đầu tiên họ cho mình coi và 35 câu còn lại họ lóc hết không mọi người. Cho nên là Lũ không coi được 35 câu còn lại. Và để coi được 35 câu còn lại của 3 đề còn lại thì mình phải trả tiền để mình mua. Cho nên là một cái điểm nữa mình thấy chính phủ Mỹ họ cũng biết cách kinh doanh, cũng biết cách làm tiền đúng không cả nhà? Thì không có gì là miễn phí 100%. Nhưng mà theo như ý kiến của riêng Lụa là mình làm đề thi không á, mình luyện những cái đề như thế này không á, thì không chắc ăn là mình sẽ đậu. Bởi vì không phải là mình học thuộc lòng mà mình phải hiểu. Thì như vậy thì mình thi sẽ đậu và mình lái xe sẽ an toàn hơn. Thì phải cộng với cái việc mình đọc kỹ cuốn sổ tay lái xe nữa. Thì Lụa cũng đã có đọc cuốn sổ tay lái xe giùm mọi người trên channel của Lụa. Nếu như mọi người có bận hoặc là mọi người có đang làm việc nhà hay làm cái gì khác, mình có thể mở cái video đó lên mình nghe để mình nhớ mỗi ngày một miếng thì coi như là mình cũng đọc xong cuốn sổ tay lái xe rồi. Thì cái đề này mọi người thấy trên cái góc trái không, đó là test 4, là đề số 4 thì mình chỉ coi được 5 câu. Cho nên là mình còn 3 đề còn lại trên đây thì trên trang DMV của California là có 6 đề. Mỗi đề 40 câu và họ cho mình coi miễn phí 3 đề đầu rồi. Còn 3 đề còn lại họ chỉ mở mỗi đề 5 câu thôi cho nên là Lũ lấy 5 câu của mỗi đề là 15 câu. Và hồi nãy Lũ dọc dọc ở trong cái website này thì Lũ thấy thêm 5 câu khác ở những cái chỗ khác họ cho mình hé mở cho mình cũng chỉ có 5 câu khác thôi. Cho nên Lũ cộng vô thành 20 câu cho nên đề số 4 mình còn từ 40 câu thành 20 câu. Rồi mọi người cũng hiểu lý do ha. Còn ai mà mình muốn á, mình luyện bằng tiếng Anh, mình luyện luôn trên website này thì mình lên đây trực tiếp để mình luyện luôn. Và ai muốn mà mình luyện luôn 6 đề thì mình sẽ phải bỏ tiền mua. Thì cái này Lũ để đây không phải là để Lũ quảng cáo cho DMV nha cả nhà. Lũ muốn cho mọi người thấy là họ chỉ cho mình coi 3 đề đầu. Và đa 3 đề sau mình muốn coi đủ thì mình phải trả tiền gì nè. Là 49 đô cho 7 ngày, hoặc 30, 75 đô cho 30 ngày, hoặc 119 đô cho 90 ngày, hoặc 159 đô cho lifetime luôn, là suốt đời luôn. Thì thực tế thì Lũ thấy cái này nó không cần thiết cả nhà. Mình không cần thiết để bỏ tiền ra mà mình mua để mình coi những câu hỏi của họ. Và Lũ cũng thấy rằng là 3 đề đầu, mỗi đề Lũ đã làm cho mọi người 40 câu, có nghĩa là mình đã thực tập được khoảng 120 câu rồi. Và đề số 4 này là cái đề tổng hợp, đề mock, đề vét cuối cùng. Thì mình cũng được thêm 20 câu, có nghĩa là mình được 140 câu rồi. Thì mọi người có thể cộng với cái việc đọc kỹ cuốn sổ tay lái xe thì Lũ đảm bảo rằng mọi người sẽ thi đậu ở lần đầu tiên một cách dễ dàng.
Nhưng mà mọi người cố gắng khi mình đọc sổ tay lái xe, mình sẽ phải để tâm mình nhớ những cái ý chính của họ, để khi mà mình đọc cái câu hỏi ở trong đề thi thiệt thì mình cũng có thể dễ dàng nhận biết được câu trả lời nào là đúng nha. Rồi bây giờ thì mình vào luôn bài test của đề số 4. Mọi người cùng lộ đi qua từng câu một nha. Câu số 1. Khi nào bạn được phép đổ xe đôi? Có nghĩa là đổ xe song song với xe đang đổ. A. Không bao giờ. B. Chỉ khi nào bạn dừng nhanh rồi đi. C. Chỉ khi nào có người còn ở trong xe. Đáp án đúng là A. Không bao giờ. Ở California cũng như ở hầu hết các tiểu bang khác, việc đổ xe đôi nghĩa là đổ xe trên đường trước một phương tiện khác khi tất cả các chỗ đổ xe hợp pháp ở lề đường đã được sử dụng là bất hợp pháp. Có nghĩa mình đọc ngắn lại là ở California cũng như ở hầu hết các tiểu bang khác, việc đổ xe đôi là bất hợp pháp nha cả nhà. Câu số 2. Bạn có được phép quay đầu xe trên một con đường không có dải phân cách trong khu kinh doanh không? A. Được phép. B. Không được phép. C. Được phép chỉ khi tại giao lộ. Đáp án đúng của mình là C. Được phép chỉ khi ở tại giao lộ. Ở California, bạn chỉ có thể quay đầu xe trong một khu kinh doanh tại một giao lộ hoặc qua một lối mở được cung cấp đặc biệt trong vạch kẻ đường hoặc là dải phân cách. Lưu ý rằng ở California, các khu vực có nhà ở, căn hộ, đơn vị nhà ở, nhiều gia đình hoặc là tòa nhà công cộng, trừ trường học được coi là khu kinh doanh. Cho nên mình có thể hiểu rằng khu kinh doanh là khu đô thị đông đúc đó cả nhà. Câu số 3. Do xe đầu kéo có kích thước quá lớn nên thường xuất hiện tình trạng di chuyển như thế nào? A. Nhanh hơn. B. Giật lùi về phía sau. C. Chậm hơn. Đáp án đúng của mình là C. Chậm hơn. Vì xe đầu kéo quá lớn nên chúng thường có vẻ chạy chậm hơn so với thực tế. Khi bạn đang vượt hoặc rẽ, đừng bao giờ cố gắng cắt ngang một chiếc xe tải đang chạy tới. Đã có nhiều vụ va chạm giữa ô tô con và xe tải lớn mà tài xế ô tô con không nhận ra xe tải đang ở gần hay là tốc độ di chuyển của nó. Thì giống như những cái đề trước nha mọi người, cái định dạng của câu hỏi cũng tương tự là câu hỏi, câu trả lời và câu giải thích. Và cái mở ngoặc vuông là cái câu giải thích đó nằm ở chỗ nào trong sổ tay lý thuyết lái xe. Mọi người cần thì mọi người có thể dễ dàng đọc lại nha. Câu số 4. Làn đường NEV use only có phương tiện A. Di chuyển chậm và bị hạn chế sử dụng trong khu vực lân cận. B. Đó chỉ là carpool, nhiều người đi chung một xe. C. Được phép di chuyển nhanh hơn các phương tiện giao thông khác. Đáp án đúng của mình là A. Xe điện trong khu phố NEV là các phương tiện chạy bằng pin, di chuyển chậm khoảng 25 dặm một giờ hoặc ít hơn. Họ bị cấm hoạt động trên những con đường có giới hạn tốc độ vượt quá 35 dặm một giờ. Làn đường chỉ sử dụng NEVs có giới hạn tốc độ thấp hơn và dành cho NEVs và các phương tiện tốc độ thấp. Câu số 5. Trước khi chuyển làn đường trên xa lộ, bạn nên báo hiệu ít nhất là bao lâu? A. 10 giây. B. 5 giây. C. 100 feet. Đáp án đúng là B. Trước khi chuyển làn đường trên đường cao tốc, bạn nên báo hiệu ít nhất là 5 giây. Câu số 6. Nếu bạn đang kéo một rơ móc trên đường cao tốc được phân chia ở California có ít nhất 4 làn đường theo hướng của bạn, bạn có thể sử dụng những làn đường nào? A. Chỉ có hai làn đường ngoài cùng bên phải. B. Chỉ có làn đường ngoài cùng bên phải. C. Bất kỳ làn đường nào trừ làn đường ngoài cùng bên trái. Đáp án đúng là A. Theo luật California, nếu bạn đang kéo một phương tiện hoặc rơ móc, bạn phải lái xe ở làn ngoài cùng bên phải hoặc trong làn được đánh dấu đặc biệt dành cho các phương tiện chạy chậm hơn. Nếu không có làn đường nào được đánh dấu như vậy và có 4 làn đường trở lên theo hướng của bạn, bạn chỉ có thể lái xe ở hai làn đường ngoài cùng bên phải. Câu 7. Làn đường dành cho xe đạp được ngăn cách với các phương tiện giao thông bằng một vạch liền màu trắng và có thể được sơn màu gì để dễ nhìn hơn? A. Màu trắng. B. Màu xanh lá dạ quang. B. Màu vàng dạ quang. Đáp án đúng là A. Màu trắng.
Làn đường dành cho xe đạp chỉ dành cho người đi xe đạp và chạy song song với các phương tiện giao thông khác. Chúng thường được đánh dấu bằng vạch liền màu trắng và các biển báo. Đôi khi chúng được sơn màu xanh lá cây dạ quang để dễ nhìn hơn. Đường liền nét sẽ chuyển thành nét đứt gần ở giao lộ. Câu 8. Khi bạn nhìn thấy một chiếc xe buýt dừng lại với đèn đỏ nhấp nháy, bạn nên làm gì? A. Lái xe với tốc độ 10 dặm một giờ và quan sát trẻ em băng qua đường. B. Giảm tốc độ và vượt cẩn thận. C. Dừng và tiếp tục chờ cho đến khi đèn ngừng nhấp nháy. Câu đáp án đúng là C. Khi bạn đến gần một chiếc xe buýt ở trường học đang dừng với đèn nhấp nháy màu đỏ, bạn phải dừng lại trước khi tiếp cận xe buýt, tiếp tục dừng lại cho đến khi đèn đỏ ngừng nhấp nháy. Có nghĩa là đối với những cái câu này thì mình phải chờ đèn tắt, đèn đỏ trên xe buýt tắt và trẻ em băng hết qua đường thì mới được đi đó cả nhà. Câu 9. Nếu bạn muốn chở chó của mình phía sau xe bán tải thì chó phải như thế nào? A. Đảm bảo đúng cách. B. Che nắng. C. Được cung cấp đầy đủ thức ăn và nước uống. Đáp án đúng là A. Theo luật California, bạn không được vận chuyển động vật ở phía sau xe bán tải hoặc xe tải khác trừ khi động vật được buộc chặt một cách đúng cách. Điều này giúp cho con vật không bị ngã, nhảy hoặc bị ném ra khỏi xe. Câu 10. Theo luật California, bạn có thể đổ xe hợp pháp phía trước đường lái xe tại lối ra vào, chặn một phần hoặc toàn bộ không? A. Không bao giờ. B. Chỉ khi nào đậu 15 phút hoặc ít hơn. C. Được phép đậu nếu đó là lối ra vào của bạn. Câu trả lời đúng là A. Không bao giờ. Theo luật California, việc bạn đổ xe phía trước bất kỳ đường lái xe tại lối ra vào nào, kể cả là lối ra vào nhà của bạn là bất hợp pháp. Tuy nhiên, luật California cho phép cơ quan tài phán địa phương chọn cấp cho bạn giấy phép cho phép bạn đổ xe phía trước đường lái xe của chính mình. Câu 11. Nếu một người lái xe ở California có bằng lái xe tạm thời bị phạt giao thông nhưng không trả tiền phạt hoặc hầu tò thì sẽ như thế nào? A. Giấy phép của anh ấy hoặc cô ấy sẽ bị đình chỉ. B. Phụ huynh sẽ được thông báo. C. Trường học của anh ấy hoặc cô ấy sẽ được thông báo. Câu trả lời đúng là A. Giấy phép của anh ấy hoặc cô ấy sẽ bị đình chỉ. Nếu một người lái xe ở California có bằng lái xe tạm thời không giải quyết được lỗi vi phạm giao thông, thì bằng lái của người đó sẽ bị treo cho đến khi người lái xe đó đi hầu tòa. Câu 12. Nếu một người lái xe ở California có bằng tạm thời đã dính vào hai vụ va chạm có lỗi trong vòng 12 tháng đầu tiên kể từ khi có bằng, người đó đã phải làm gì? A. Được giám sát khi lái xe trong 30 ngày. B. Nộp phạt. C. Trả lại bằng lái cho DMV. Đáp án đúng là A. Được giám sát khi lái xe trong vòng 30 ngày. Người lái xe ở California có bằng lái xe tạm thời đã có hai lần va chạm hoặc bị kết án có lỗi. Một trong hai lần, trong vòng 12 tháng sẽ không thể lái xe trong 30 ngày trừ khi có cha mẹ hoặc người lớn tuổi có bằng lái khác đi cùng, từ 25 tuổi trở lên. Câu 13. Yêu cầu về độ tuổi tối thiểu của California để được cấp bằng lái xe dành cho người lớn là bao nhiêu? A. 21. B. 15. C. 18. Đáp án đúng là C. 18. Cư dân California phải từ 18 tuổi trở lên mới được cấp bằng lái xe dành cho người lớn. Câu này mọi người phải nhớ nha, người lớn là họ định nghĩa là từ 18 tuổi trở lên. Câu 14. Khi đến gần giao lộ có đường chạy ngang qua nhưng không có biển báo dừng hoặc biển báo nhường đường, bạn phải làm gì? Có nghĩa là giao lộ mà có đường chạy ngang qua có nghĩa là giao lộ chữ T đó cả nhà. A. Rẽ nhanh cho phù hợp với tốc độ xe chạy trên đường đi qua. B. Tăng tốc để hòa vào dòng xe. C. Nhường đường cho phương tiện giao thông và người đi bộ trên đường đi qua. Đáp án đúng là C. Nhường đường cho phương tiện giao thông và người đi bộ trên đường đi qua. Tại các giao lộ không có biển báo dừng hoặc biển báo nhường đường, hãy nhường đường cho người đi bộ, xe cộ và xe đạp trên đường đi qua. Họ có quyền ưu tiên. Câu 15. Yêu cầu về độ tuổi tối thiểu để được cấp bằng lái xe cho trẻ vị thành niên ở bang California là bao nhiêu? A. 17. B. 16.
C 15. Đáp án đúng của mình là B 16. Trẻ vị thành niên ở California có thể lấy bằng lái xe dành cho trẻ vị thành niên ở tuổi 16. Ở câu này mọi người nhớ nha. Trẻ vị thành niên từ 16 tuổi là được cấp bằng lái xe dành cho trẻ vị thành niên, nhưng 18 tuổi trở lên sẽ được cấp bằng lái xe dành cho người lớn. Câu 16. Ba chiếc ô tô đến một ngã tư không có đèn giao thông kiểm soát, ô tô có thể đi theo thứ tự nào? Mọi người nhìn hình ha. A, A, B, C. B, B, C, A. C, C, B, A. Đáp án đúng của mình là B, B, C, A. Xe ô tô trên đường đi ngang qua có quyền ưu tiên tại giao lộ chữ T. Xe rẽ trái cũng phải nhường đường cho đến khi an toàn mới được phép di chuyển. Xe trên đường thẳng có quyền ưu tiên, vậy thì chiếc B sẽ đi trước, rồi đến chiếc C, rồi đến chiếc A. Câu 17. Điều nào sau đây là đúng? A. Một người lái xe phải giành quyền ưu tiên và đi trước. B. Xe A phải nhường bên phải. C. Xe B phải nhường bên trái. D. Xe đi trên đường đông đúc hơn được quyền ưu tiên. Đáp án đúng là B. Xe A phải nhường bên phải. Khi hai ô tô đến một ngã tư không có đèn giao thông kiểm soát hoặc một điểm dừng gần như cùng một lúc, ô tô bên trái phải nhường cho ô tô bên phải. Ở đây xe A phải nhường cho xe B và xe B được quyền ưu tiên. Câu 18. Bạn đang rẽ trái vào một đường lái xe tại lối ra vào như hình. Bạn phải làm gì trước khi tiến hành rẽ? A. Nhường đường cho người đi bộ. B. Nhường đường cho xe cộ. C. Nhường đường cho người đi bộ và xe cộ. Đáp án đúng là C. Khi bạn rẽ trái, bạn phải nhường đường cho tất cả các phương tiện giao thông cho đến khi an toàn để đi tiếp. Bạn cũng phải luôn nhường đường cho người đi bộ. Câu 19. Bạn đang đi dọc theo làn bên phải của đường cao tốc 4 làn xe. Bạn nhìn thấy một chiếc xe cấp cứu tấp vào lề phía trước với đèn nhấp nháy. Bạn phải làm gì đây? A. Chậm lại. B. Chuyển làn đường nếu có thể, còn không thì phải chậm lại. C. Giảm tốc độ đồng thời chuyển làn nếu có thể. Đáp án là B. Chuyển làn đường nếu có thể, còn không thì phải đi chậm lại. Khi bạn đến gần một phương tiện có đèn khẩn cấp như là xe cấp cứu, xe cảnh sát, xe kéo hoặc phương tiện của Bộ Giao thông Vận tải đang bật đèn vàng nhấp nháy, bạn phải chuyển sang làn đường không liền kề nếu có thể và an toàn, để lại một làn đường trống giữa phương tiện của bạn và phương tiện đang dừng. Nếu điều này là không thể, tức là không có làn đường nào khác cùng hướng với bạn hoặc không an toàn, thay vào đó bạn phải giảm tốc độ. Câu 20. Tín hiệu này có nghĩa là người lái xe có ý định gì? A. Rẽ trái. B. Rẽ phải. C. Dừng lại. D. Chậm lại. Đáp án đúng là B. Rẽ phải. À, mọi người nên đọc lại cái tín hiệu bằng tay ở sổ tay lái xe California và nhớ rõ nha. Tại vì cái tín hiệu bằng tay này khi mà mình đi thi thực hành thì luôn được cái người mà thi cho mình họ hỏi, họ bắt mình làm lại và cho họ biết là rẽ trái, rẽ phải, dừng lại như thế nào bằng tín hiệu bằng tay, cho nên mọi người cần phải nắm vững cái phần này nha. Hôm nay đến đây là hết rồi. Lụa chỉ được coi thêm được khoảng 15 câu của ba đề cuối cùng và 5 câu mà lụa lan man trên website của DMV lụa thấy thôi. Cho nên là nếu mà lụa sẽ lang thang thêm trên website của DMV, nếu mà có cái đề nào hoặc có cái câu nào xuất hiện mà nó lạ mà nó chưa có trong bộ đề của mình thì lụa sẽ làm tiếp một cái video tiếp theo cho mọi người xem. Tuy nhiên như lụa đã chia sẻ, mọi người coi ba đề đầu của lụa là đề 1, 2, 3, mỗi đề 40 câu. Cộng với đề này là 20 câu nữa là mình có thêm 140 câu để mình thực tập rồi. Rồi mình cộng với việc đọc kỹ sổ tay lái xe để mình hiểu, để thi tốt và để lái xe an toàn khi mà mình có bằng lái, thì lụa đảm bảo rằng mọi người đậu rất là dễ dàng ở lần thi đầu tiên. Cho nên mọi người mình cứ an tâm, ngày qua ngày mình cứ luyện một chút qua channel của lụa, hoặc là mình có thể đọc thêm ở sổ tay lái xe cũng được nha.
Rồi xin chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe và luôn may mắn. À, nếu ai đã chưa like và subscribe thì hãy like và subscribe để ủng hộ channel của Lũy nha. Xin cảm ơn cả nhà, xin chào và hẹn gặp lại nha.